Vâng, xin chào tất cả các bạn đã đến với Thanh Diện Nguyễn kênh. Thì hôm nay chúng ta đang đùa một câu đùa rất là vui, đó chính là làm quest. Đang quay video. Đây là không, đang đi con xiang. Từ 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 mọi người im lặng tí để tôi chờ 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 tí để tôi giới thiệu video đã. Thì đây là video Bonfire thì là đang phải đua các cái vòng này này. Đây thì đây là đây nick này là nick của tôi này, nick anh Khang này, nick em của tôi này, và đây là nick cháu của Khang thì là đang đang đua. À, im 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 im. Sao không đi con khác, đi đi con Z4 làm gì? Nó cũng cringe rồi. Trời ơi, nhưng mà phải đua xe với con nội thất chứ. À, nhưng mà cái xe con ấy 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 con mà tôm sao không đi con ấy đi, sao không đi con Porsche 97K đi để con này nó nhanh. Con đấy ấy quá. Tôm tưởng tôm hăn rồi mà, tưởng tôm hăn rồi mà. Ui, cả đống cái mấy người đằng sau lưng tôi này. Trời ơi, anh nhìn tôm rồi, cái con đi không một đây xì. Không, nhưng mà tôm ấy, tôm tôm không có ấy à, tôm không có ấy, tôm không ấy, tôm không có con 97K, con Porsche ấy, con Porsche bán hàng này, bán fan fan tôm không có à, tôm không có con Porsche 97K. Không, nó có cái con Porsche Even đấy, nhưng mà nó không lái vì nó khó điều khiển với nó khó điều khiển. Lấy con nào có nội thất nhanh hơn con Z4 đi, tại con Z4 không giỏi đua off-road đâu. Em nhìn thấy anh rồi, nhìn thấy anh rồi. Thắng rồi anh. Anh thắng từ lâu rồi, anh thắng rồi. Em dưới 5/5 rồi không? Em nhìn xem rồi. Cái thôi đi, em nhìn em không mớt rồi. Như là tôm thoát ra ngoài như nào. Tớ còn chưa mua con Lotus Elise mới cơ. Em đứng thứ hai, Khang vẫn còn đang đứng thứ ba này. Rồi. Anh Khang đứng kém hơn cả em. What? Cháu nó What? rồi, hơi bị đứng được. Cháu mà lại. Cháu bị lại. Anh nghỉ chơi. Anh, đâu, anh thắng cuộc đua rồi mà. Anh nghỉ thắng rồi, anh nghỉ thắng rồi. Ok, em đứng thứ nhì rồi, anh Khang đứng thứ ba. Thứ ba tôi đứng thứ bốn. Bớt gáy đi. Có con nào có 4 chỗ con rất là. Có con Nissan GT-R đấy, Nissan GT-R 2000 đấy. Không, đi con Lamborghini LN002. Bây giờ tất cả đi về chỗ chỗ plot nhà nhá, tất cả đi về plot nhà nhá. Xong Điểm gì? Làm gì anh? À, người ơi, quên. Vẫn mấy vòng nữa đi cơ. kiếm. Đã xong đâu. Đừng về, đừng về. Đua tiếp, còn mình còn Lại đua 5 tiếp. vòng, 5 đến 6 vòng nữa cơ. Đua tiếp vào, đua tiếp đi. Sick. Thì đắt. Ôi, con Alice này đẹp đấy. Tôm vào cuộc đua khẩn trương. Năm vòng, nhanh nhanh đua hết Porsche 97K đi. Khang ơi, đua hết Porsche 97 đi. Khang ơi, đua lấy hết Porsche 97 ra. Khang từ 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 bốn. Để anh nghề này vào vào rồi này. Cả ba người lấy đi con rồi này. Bắt đầu. Let's go. Đang đứng một. Let's go Bichos. À. Ui, nhưng nội thất này khó. Đây chỉ lấy vòng thôi, không cần thắng đâu. Kéo sai là được rồi. Không rằng với tài năng cách của cháu thì anh này. Im 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 im. Im im. Kéo đi. À. What the fuck? What the fuck? Này, này. Cậu đang cố tình làm tớ phải chèn thêm cái tiếng đánh rắm vào. Anh nhìn thấy ai ngồi rồi. Chèn chèn cái tiếng đánh rắm vào. Chèn cái tiếng đánh rắm, mỗi lần nói fuck một phát là chèn cái tiếng đánh rắm vào. Bye bye. Bye bye bị chó. Xem nhiều phim thì nhiều phim. Ôi. Là chèn cái tiếng đánh rắm à? Là à bảy
bằng 7/20 cùng luôn. Đấy, nó xem cái thằng YouTuber Minecraft thì xong rồi nó nói phát một phát xong rồi nó chèn cái tiếng mình dám vào đúng không? Nó xem Việt Nam. Ôi trời ơi, Among Us này. Bye bye. Không phải, đang bảo bye bye là bye bye khỏi cuộc đua ấy. Trời ơi. Anh đua xong rồi à? Không, chưa đua xong nhưng mà. Complete rồi, còn một lap thôi là con. What? Cậu bao nhiêu lap rồi? Tớ 10 đủ rồi. Nếu mà mày thôi là thằng là ok. What? Really? Sao cậu nhanh thế? Tớ có 9 vòng thôi. Tớ em 9 20 vòng. Xong rồi chờ tớ đua nốt 20 vòng. This video is painful. Ok, 45.000 nhá. Hả? Tớ mới có 10 vòng thôi. Tớ mới được nửa đường thôi. Còn em và Among Us. Hả? Xong rồi, ông đua được nhiều chưa? Xong rồi, được 10 vòng rồi. 10 vòng thôi á? Ừ. Tại vì tôi mới vào mà, tôi đã chơi update đâu.